Rồi, dính này cả nhà. Nó ngồi nè. Đó kìa cả nhà. Đó. Ngồi thiệt đã. U nù. Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Giấc này mình đi thăm bẫy chuột nha cô chú anh chị. Hôm qua mình đặt ở trong cái khu trong đây nè. Khu này mình chưa đặt lần nào chứ. Mình mới lại lần đầu tiên mình đặt à. Và mấy cái khu vườn trong từ trong đây qua anh kia rộng dữ lắm á cả nhà. Mới đặt ngày hôm qua. Rồi ngày mới mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo mình đi thăm bẫy coi có dính được chuột nhiều không nha. Chắc ngày nắng lên này. Sáng thì mù sương, hết sức mù sương. Qua mình đặt trên cây này con cái nè cả nhà. Rớt chứ đắt hay gì đâu. Ở kìa cả nhà. Rớt cái nằm chỗ này nè. Đó cả nhà. Ồ, thiệt bự luôn cả nhà. Quá đã. Dặn tươi. Khu đây còn cỏ đồ cũng nhiều lắm nha cả nhà. Đây cũng chưa có mới cái trồng dừa ở trong đó. Cỏ lùm không à. Rồi mình thăm tiếp tục nha cả nhà. Trên cây này có con cái nè cả nhà. Rồi dính nè cả nhà. Đó. Nằm trên đó cả nhà. Mấy khu mà mình chưa đặt lần nào hết trơn. Vậy là mình không biết là có ai vô đặt chưa nữa. Mình đặt lại. Đó. Nó nằm đó nghe cả nhà. Đã được con nữa, thiệt đã luôn cả nhà. Cá lý quá. Khu mới này cá lý thiệt. Trên cây dừa này. Ờ cây dưới này dính luôn rồi cả nhà. Đó cái nhà anh nằm ở chỗ đó cái nhà. Đó. Quá đã, con nào con nấy bành bành không cả nhà.
hết biết. Khu này quá êm. Khu mới này mình mới vô mà bảy cá lý quá cả nhà. Con bành bành không à. Trên cái này dính đường con đó cái nhà. Ngồi đó cái nhà. Đó. Con này cũng lứa. Trên cây này dính đường con đó cái nha. Đó cái nha. Đó, nó ngồi ở đó đó cả nhà. Con này cũng bự. Con này bự cũng chà bá luôn nè. Đó. Thiệt đã. Đây để trong cỏ nhiều. Trên cây này có cái này cả nhà. Mình không biết có dính hay không. Ờ dính này cả nhà. Đây này cả nhà. Đó nó ngồi chỗ đó là cả nhà. Đó. Con này cũng bự nha. Cái bá nè. Thiệt đã. Nào nó bành bành không. Rù mới này đặt quá êm luôn. Trên cây trước này có con cái này cả nhà. Ủa cái lồng nó mất tiêu ta. Mình đặt cái bè này nè. Đâu thấy gớt đắt nào. Ở đây này cả nhà. Nó gớt nó nằm ở trong cái chai dừa nè. Đó cả nhà.
nè. Đó. Ăn cái trà dừa này mình không có thấy. Con này bự nữa. Bự chán luôn. Hỏi nhung hình nó cắn đứt cái cọng dây luôn. Đứt đúng rồi. Cắn chưa vô móc. Vô. Phải bóp vô móc thôi. Đây cả nhà. Đã thiệt nha. Nãy nó chưa vô cái móc này nè cả nhà. Bóp nó lại. Mới thăm. Mới dính được con ở đây. Cây trước nè nè cả nhà. Ơi xa mình thấy đã dính rồi đó cả nhà. Trên đây nè cả nhà. Quá êm đấy nha. Nên bỏ cái này xuống đây cái này. Đó. Con này bự và bá nữa cả nhà. Thiệt đã nữa. Đó cả nhà. Quá đã. Lúc trước đó, mình thăm đem bẫy xuống nó chưa vô cái móc đó cả nhà, nó phóng ra được, nó chen ra. Giờ mình rút kinh nghiệm rồi, phải bóp cho nó vô cái móc rồi. Cái nào mà bạc mà chưa vô móc mình bóp nó lại chứ không thôi nó chui ra được. Chà bá luôn cả nhà. Quà mình đặt trên cây này có một cái. Đâu rồi ta? Cây này hay cây đó thôi. Đây nè, cái này dính nè cả nhà. Đó cả nhà. Đó, anh ngồi chỗ đó đó cả nhà.
thôi cả nhà. Thiệt đã. Trên cây trước này con cái. Rồi, dính này cả nhà. Nó ngồi nè. Đó kìa cả nhà. Đó. Ngồi thiệt đã. U nù. Quá đã, u nù, thiệt đã. Rồi cái này dính được con nữa nè cả nhà. Đó cả nhà. Đó. To lý quá cả nhà. Trong đây quá im luôn. Quả đã nè, hết chức à, uống nu ngon, mấy mập ú rồi cả nhà. Vô mấy cái khu này đặt quá im. À, trên cây này dính được con nè cả nhà. Đó cả nhà. Đó đang ngồi ở đó cả nhà. Nào cái thiệt đã.
cây trước này con cái nữa nè cả nhà. Rồi dính này cả nhà. Đó, cây này cũng có cái ổ ong kế bên, bên luôn á cả nhà. Đó, ổ ong bên đây nè cả nhà. Nè, ổ ong kế bên luôn. Cá lý thiệt cả nhà. Ô ông này hiền cũng đỡ. Trên cây này dính được con nữa nè cả nhà. Đây hãy án trời. Đó cái nhà, nằm ngay chân cái bẹ cái tay mình chỉ á cái nhà. Đó cái nhà, cà lý quá cả nhà. Rồi giấc này mình thăm bẫy cũng xong cả nhà, này cũng được 16-17 con vậy cả nhà. Thấy cũng cá lý. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.